Theo các phóng viên Reuters, những người ủng hộ phe đối lập đã vây quanh chiếc xe quân sự chở ông Lopez để bảo vệ ông này, trong khi những người biểu tình cũng xuống đường tại các khu vực khác tại thủ đô Venezuela làm tê liệt giao thông. Cảnh sát đã ban hành lệnh bắt giam ông Lopez vì tội tổ chức những cuộc biểu tình chống chính phủ biến thành bạo động vào ngày thứ tư tuần trước, khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 người biểu tình đối lập. Ngay sau đó, để đáp lại những cuộc biểu tình do phe đối lập tổ chức, phe ủng hộ tổng thống Maduro với hàng nghìn người tham dự cũng đã xuống đường thể hiện quyết tâm sát cánh cùng chính phủ của ông. Trước đó vào ngày 14 tháng 2, khoảng 2.000 sinh viên đã tụ tập tại quảng trường Altamira, hô vang những khẩu hiệu phản đối chính phủ, kêu gọi tổng thống tổ chức. Sau đó, khoảng 100 người tìm cách phong tỏa một tuyến đường cao tốc huyết mạch ra vào thủ đô, song đã bị lực lượng cảnh sát trấn áp.